Chào mừng tất cả các bạn đến với kênh quay thử xổ số miền Nam thứ năm ngày 21 tháng 3 năm 2024. Thứ năm ngày hôm nay gồm có 3 đài: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận. Chúc tất cả các bạn có một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn, phát tài, phát lộc.